Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan các bạn nhé. Chiếc xe này là phiên bản số sàn. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Phiên bản này là Grand i10 phiên bản 1.2 các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 và chiếc xe này thì đã lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi. Vẫn là màu trắng ngọc trinh, rất là mới, rất là đẹp đấy các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản Hyundai Grand i10, phiên bản tiêu chuẩn thôi các bạn nhé. Lăn bánh được hơn 9 vạn rồi, rất là mới, rất là đẹp đây các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn đó là không tai nạn, không ngập nước, không khoan đục các bạn nhé. Toàn bộ về cái dàn lốp cũng còn rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, dàn lốp đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ. Xe không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Toàn bộ từ những cái cụm đèn pha, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, tất cả đều rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, toàn bộ là đều rất đẹp, rất mới luôn các bạn nhé. Hyundai Grand i10. Đấy, cụm đèn này đều rất đẹp này. Dàn lốp đều rất là mới này. Toàn bộ về cái phần ngoại thất thì rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Toàn bộ những phần keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp này. Keo chỉ còn nguyên bản này, chưa mất một phân keo chỉ nào cả các bạn nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản MT, tức là số sàn. Keo chỉ các thứ là còn nguyên. Xe cũng đã được chủ xe lắp thêm ghế da rồi. Đồng hồ công tơ mét thì hơn 9 vạn 1 km rồi các bạn nhé. Phiên bản này phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản số sàn, cho nên là nguyên bản của nó chỉ có ghế nỉ thôi. Ghế da này đã được lắp thêm quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 5 chỗ ngồi số sàn, giá chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi các bạn ạ. Chính xác là chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 228 triệu đồng. Đấy, rất đơn giản, quý vị và các bạn đã có ngay một chiếc xe đi test rồi. Màn hình Android, camera lùi, đầy đủ hết cả rồi. Cả một bầu trời công nghệ đã được có ở trong chiếc xe này rồi các bạn nhé. Có màn hình Android là có đầy đủ tất cả các công nghệ rồi. Từ YouTube, các thứ đầy đủ luôn. Giải trí thông tin đa phương tiện các bạn nhé. Keo chỉ, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn, không khoan đục. Đấy, nói chung là một chiếc xe rất là đẹp. Trong giá trong tầm tiền 200 triệu thì các bạn thấy đây là một cái sự lựa chọn cũng tương đối là khá tốt đấy các bạn nhé. 5 chỗ ngồi, xe gia đình đi. Đấy, bây giờ quý vị và các bạn nào mà bỏ tiền ra thì chỉ có 228 triệu đồng thôi là đã có ngay một chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi rồi. Đây là cái phần cốp sau, toàn bộ keo chỉ cốp sau này, ốc cốp sau các thứ này đều còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị và các bạn nhé. Đấy, cái cốp sau này cũng đã được ốp 3D kín cốp sau luôn, cho nên là đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản, cốp sau còn nguyên bản đây này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ, táp bi các thứ là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2018 phiên bản tiêu chuẩn số sàn. Lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 228 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ càng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn
xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Phiên này là phiên bản tiêu chuẩn nhưng chiếc xe đã được trang bị động cơ với dung tích 1.2 lít các bạn nhé. Thì trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị các bạn xem về cái phần keo chỉ này. Đây là cái phần keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ này. Ốc cabo này, các thứ này còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Động cơ đây ạ, động cơ 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp, ốc bản lề, ốc chân máy các bạn ạ, ốc chân máy và mặt máy các thứ là còn nguyên bản hết ạ. Động cơ này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là nguyên bản và không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả quý vị các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này thì hãy liên hệ ngay. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.